trộm gà ăn Tết. Nhà ta có phúc thật đấy ông nhỉ. Một tay con Sen lo liệu hết mọi việc, việc gì cũng chu toàn. Ừ, thầy bao nhiêu người làm rồi, chỉ có con bé này là đáng tin cậy. Khi nào nó về quê, bà nhớ gửi ít quà cho U nó. Mình đối tốt với nó, rồi nó lại phục vụ mình tận tình, không thiệt đi đâu mà lo. Ông không nói thì tôi cũng chuẩn bị cả rồi. Mấy hôm sau, nhờ tay con chăm chút, lũ gà lớn nhanh thật đấy. Dạ, nhờ thóc gạo nhà ta cả đấy chứ. Con xem chọn vài con để nhà ta ăn Tết, còn lại cứ nuôi cho nó đẻ trứng. Mọi việc nhờ cả vào con đấy. Vâng, bà cứ để con lo. Tết nhất đến nơi rồi, tiền công chắc chỉ đủ mua sắm ít đồ thắp hương. Mẹ thì vẫn ốm, lấy gì mua thuốc cho mẹ đây? Hay là đem mấy con gà đi bán, lấy tiền mua thuốc cho mẹ? Nhưng mà mình làm thế khác nào ăn cắp. Ông bà chủ mà biết thì làm sao mình còn dám ở đây nữa. Mà lo gì, nhiều gà thế này, mất vài ba con bà chủ cũng chẳng biết được. Bệnh của mẹ nặng lắm rồi. Chị ơi, lấy gà đi, em để rẻ cho. Bác ơi, mua gà đi, gà nhà cháu nuôi đấy, toàn ăn thóc thôi. Quái lạ, nhà này xưa nay có bao giờ bán gà đâu nhỉ? Lần này lại sai con ở mang ra tận chợ cơ đấy. Bà Hậu có nhà không? Mời bà xơi nước, có việc gì mà hôm nay sang nhà tôi sớm thế bà? À, tôi cần vài con gà làm cổ ăn Tết. Sang xem bà còn gà bán thì để cho tôi mấy con. Ấy chết, nhà tôi có bao giờ bán gà đâu, bà còn lạ gì nữa. Năm nay ăn Tết vài con, còn lại để nuôi lấy trứng, chưa có bán gì đâu. Thì thấy nhà bà bán gà ngoài chợ nên tôi mới hỏi. Bà nói gì? Tôi có bán con nào đâu. Chưa có thì tôi đã để cho bà ngay, ai tiếc làm gì. Hôm qua chính mắt tôi nhìn thấy con Sen bán gà ngoài chợ mà. Chết, thế có khi nó trộm gà của bà đem bán cũng nên. Nhà bà từng thay bao nhiêu người ở vì cái tội ăn cắp vặt mà. Nhưng con bé này khác, nó thật thà, hiền lành lắm. Lát nó đi chợ về, tôi hỏi xem sao. Ông này, ông để lát nữa tưới nốt, vào đây tôi bảo. Có chuyện này, tôi không biết nghĩ sao cho phải. Bà Mách nhìn thấy con Sen mang gà ra chợ bán. Tôi không tin, nên vào đếm lại bầy gà, đúng là thiếu mất ba con ông ạ. Thế con bé đâu rồi? Bà đã nói gì với nó chưa? Nó đi chợ rồi, chắc chắn chỉ có nó bắt gà thôi. Thế này thì tôi phải cho nó một trận ra nhẽ, rồi đuổi thẳng cổ về quê. Chứ nuôi ông tay áo thế này thì... Bà chớ giận mà mất khôn. Xưa nay con bé ăn ở nết na là thế. Nếu nó có trộm gà thật thì cũng phải có lý do, không nên làm ầm lên. Để tôi tính xem. Con bé vốn là đứa thật thà, trước nay chưa gian dối bao giờ. Có lẽ nhà nó cũng bận cùng mới phải đi làm thuê. Mẹ nó lại ốm nặng, tôi nghĩ chắc túng quá nên nó làm liều thôi. Bà cứ để tôi lo. Thiếu thốn gì thì nó phải nói với tôi một tiếng, mình sẵn sàng giúp nó, chưa có tiếc gì đâu. Sao nó lại làm thế? Nó còn trẻ người non dạ. Tôi có cách rồi, bà cứ yên tâm. Dạ, ông tìm con ạ. Ngồi xuống đây ta bảo. Con có việc gì thưa ông? Thì con cứ ngồi xuống đây đã, có gì mà hốt hoảng thế? Đây là tiền công tháng này và quà Tết cho con. Ta nghe nói mẹ con ốm nặng, cho ta gửi biếu bà ấy vài chén thuốc. Ông bà tốt với con quá. Nhưng con chút lòng thành của nhà ta có gì đâu. Con vất vả rồi, chuẩn bị về ăn Tết đi cho sớm sủa. Ta đã bắt riêng hai con gà cho con, để ở dưới bếp đấy. Trời ơi, ông bà còn cho con cả gà đem về nữa hả? Làm sao con dám nhận? Không có gì phải ngại, mang về tẩm bổ cho mẹ con. Thôi, thu xếp đồ đạc đi kẻo muộn. Ông ơi là ông nói gì với con Sen mà nó bỏ về quê rồi đây này?
Tôi chỉ trả tiền công rồi cho nó quà Tết chứ có làm gì đâu. Thế nó có mang hai con gà về không? Gà qué gì, nó trả lại mọi thứ rồi xin nghỉ hẳn rồi. Nó bảo không còn mặt mũi nào quay lại nhà ta nữa. Đây, ông xem thư của nó đi. Thế này thì khỏi lo, nó đã nhận cả rồi, bà không mất công tra khảo nhé. Nếu không bao dung, chắc gì nó đã dám thú nhận trong thư này. Nhưng mà nó bỏ về quê rồi. Có sao đâu, tôi với bà làm một chuyến về thăm nhà nó luôn, rồi bảo nó trở lại giúp việc cho mình. Nó khó khăn, mình cũng nên giúp nó. Vâng, ông nói phải đấy. Cứ như tôi, chắc tôi đã làm ầm lên, rồi thì thật tội cho con bé. Phóng viên tập sự. Hiện nay, cô nhân viên Tâm An rất cần những tấm lòng hảo tâm để có thể giúp đỡ các bé có hoàn cảnh cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Mọi đóng góp xin gửi về tòa soạn Báo Sao Sáng. Địa chỉ. Phóng sự cảm động quá. Phóng sự này đang có tỷ lệ theo dõi rất lớn và nhận được phản hồi rất tích cực của khán giả. Tôi mong rằng sau này các phóng viên khác của tòa soạn cũng sẽ thấu hiểu và đồng cảm với nỗi khó khăn của người khác để thực hiện được những bài phóng sự đầy tính nhân văn như vậy. Tôi đã trực tiếp viết đơn đề nghị để tổng biên tập xem xét nhận cô Dương vào làm phóng viên chính thức. Hiện giờ, sếp đang công tác ở nước ngoài nên sẽ có quyết định bổ nhiệm sau. Dạ, cảm ơn trưởng ban. Đây là thư và số tiền khán giả gửi đến để ủng hộ. Cô tổng hợp chuyển đến cô nhi viện rồi thực hiện tiếp phóng sự kỳ 2 nha. Dạ, vâng, em sẽ cố gắng. Thật chẳng uổng công mấy tuần liền khổ sở ở cái cô nhi viện ấy. Thôi, cố nốt lần này để được nhận vào làm chính thức đã. Cô ơi, cô. Này, này, đừng kéo áo cô như thế. Bà tay cháu bẩn quá đi mất. Cô ra chơi với chúng con được không? Vui lắm. Cô ơi, cô có ra không ạ? Làm cái gì đấy hả? Đã bảo ránh ra cơ mà. Quần áo bẩn hết, lát nữa lên hình sao được? Sao thế cháu? Ra đây bà bế nào. Cô ấy không phải là người tốt. Sao cô lại to tiếng với con bé như thế? Nó làm gì sai à? Ai bảo nó cứ quấn lấy cháu làm gì? Tay chân thì lấm lem, bẩn ơi là bẩn. Làm dây bẩn ra áo cháu, làm sao cháu lên hình được? Mà bà là ai thế? Tôi là người nấu ăn cho các cháu ở đây. Vậy bà đưa con bé xuống bếp rửa chân tay đi. Đừng để nó lảng vảng ở đây, mà sắp ghi hình rồi đấy. Cô Dương chuẩn bị xong chưa để ghi hình? Tôi xong rồi. À, sẵn có cô bé kia, chúng ta quay thử một đúp trước nhé. Cô bé cười lên nào. Chuẩn bị, bắt đầu. Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi là Thùy Dương. Hiện tôi đang đứng ở cô nhi viện Tâm An. Các bạn có thể thấy tôi đang đứng cạnh một cô bé gái bị bỏ rơi, có hoàn cảnh rất đáng thương. Cắt. Tốt lắm. Cô chuẩn bị ra sảnh chính của cô nhi viện nhé. Bà ơi, bà. Mời cô ngồi. Tôi đã xem hai kỳ phóng sự về cô nhi viện Tâm An của cô. Phóng sự của cô thật sự rất cảm động. Vậy theo cô, thế nào là trách nhiệm của một người phóng viên? Dạ, thưa tổng biên tập, người phóng viên không những là người phản ánh lại, mà còn phải thực sự thấu hiểu và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn để gây được sự đồng cảm của khán giả. Tất cả những điều cô nói đều đúng. Xét về mặt chuyên môn, cô là một phóng viên rất giỏi, nhưng tôi nghĩ cô cần một thời gian nữa để học hỏi trước khi có thể làm ở đây.
Vậy xin ông cho tôi biết tôi còn thiếu kỹ năng nào để tôi còn đăng ký lớp học thêm ạ? Học hỏi cách trung thực với khán giả và những gì mình phản ánh. Dạ thưa. Cô nhận ra bà ấy chứ? Đây là... Bà ấy là vợ tôi. Ôi, vậy ra... Bà ấy đã đến từ thiện ở trại trẻ mồ côi gần chục năm nay và đã vô tình chứng kiến những hình ảnh sau máy quay của cô. Người phóng viên chân chính không chỉ có chuyên môn giỏi mà còn có một tấm lòng đồng cảm với những số phận khó khăn thì mới hướng công chúng có cái nhìn nhân văn và cảm thông được. Cô gái à, hãy nhớ rằng làm bất cứ nghề gì cũng cần phải có tâm, nhất lại là phóng viên như chúng ta. Cảm ơn ông, tôi đã nhận được một bài học rất đắt giá trong nghề của mình. Hôm nay, tuy chưa thể trở thành nhân viên chính thức, nhưng xin phép ông cho tôi được tiếp tục thử thách ở đây. Tôi sẽ trở thành phóng viên tốt như ông kỳ vọng. Tôi đồng ý. Quốc vương Ốc Sên. Ôi, thưa quốc vương, ngài trông mới thật uy quyền làm sao. Ở trên cánh đồng cỏ này nào có ai uy quyền đẹp như người ạ? Cận vậy đó, ngươi thật khéo ăn nói, nhưng ta thích điều đó. Kính chào quốc vương sâu róm. Ồ, quốc vương Ốc Sên đấy à. Xin lỗi vì không nhận ra ngài. Nhìn chiếc lá trên đầu ngài từ xa, ta lại cứ tưởng một anh bạn Ốc Sên bé nhỏ tinh nghịch nào cơ. Ôi, thành thật xin lỗi ngài. Hừ, cái gì? Cây lá trên đầu ư? Một anh bạn Ốc Sên bé nhỏ ư? Tôi nói đâu có sai đâu. Ôi, đường đường là quốc vương mà ngài lại đội cái lá trên đầu, chẳng xứng chút nào. Tức quá. Người đâu? Ta ra lệnh cho các ngươi, hãy tìm thợ chạm khắc là một chiếc vương miện thật đẹp và thật quyền uy cho ta. Và nhớ rằng phải đẹp hơn cả của quốc vương sâu đốm gấp bội. Hiểu chưa? Vâng, thưa quốc vương. Thần sẽ cố gắng hết sức để làm cho người một chiếc vương miện tuyệt đẹp nhất ạ. Dạ, thưa quốc vương, thần đã hoàn thành chiếc vương miện mà người đã sai bảo rồi ạ. Người đâu, mang lên đi. Ôi, chiếc vương miện mới tuyệt đẹp làm sao. Rồi tất cả sẽ ngưỡng mộ, ghen tị với ta. Sẽ không còn kẻ nào dám cười nhạo ta nữa. Nào, mau đội lên cho ta. Ôi chao. Nhưng, thưa quốc vương, liệu chiếc vương miện có quá nặng với người không ạ? Không, không sao cả. Ngươi không nhìn thấy những vần hào quang đang tỏa ra lấp lánh hay sao? Nhưng... Nói nhiều quá. Mau mau sửa soạn để ta đi vi hành trên đồng cỏ, cùng cho muôn loài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc vương miện này. Dạ, thần tuân lệnh. Nhìn quốc vương Ốc Sên kìa. Ôi, một chiếc vương miện thật lộng lẫy. Phải thế chứ. Hãy nhìn sự ngưỡng mộ của tất cả côn trùng trên cánh đồng cỏ này với quốc vương kìa. Nhưng chiếc vương miện khá nặng, nó sẽ khiến quốc vương đi chậm hơn bình thường và lúc về sẽ rất muộn và nguy hiểm đó ạ. Sao ngươi cứ lo lắng suốt thế? Có ta với ngươi cạnh quốc vương rồi thì lo cái gì? Việc vi hành của quốc vương thể hiện uy quyền cho các loài côn trùng khác mới quan trọng. Các ngươi đi chậm chậm thôi. Sao hôm nay các ngươi đi nhanh vậy? Ta đuổi theo các ngươi mệt quá. Thưa quốc vương, chúng thần đã bò chậm hết sức đấy ạ. Có lẽ do chiếc vương miện của người nặng quá. Hay người thử đặt chiếc vương miện xuống để nghỉ ngơi một chút đi. Không, đừng hòng. Quốc vương không đeo vương miện thì ra thể thống gì. Chết rồi, bìm bịp kìa, trốn mau, quốc vương ơi. Quốc vương mau chui vào vỏ ốc đi ạ.
Từ từ, ta chui vào bây giờ đây. Trời, sao lại không vào được thế này? Nào, sao thế này? Nhanh lên, quốc vương ơi, nhanh lên. Quốc vương ơi, xin người bỏ chiếc vương miện ở lại bên ngoài. Chúng ta cứ trốn thoát thân trước đã. Không được, quốc vương ta sao có thể thiếu vương miện được? Bìm bịp sắp tới nơi rồi, quốc vương muốn bỏ mạng cho kẻ thù sao? Nhưng ta... Không kịp rồi, quốc vương ơi, trốn mau đi. Hú hồn, suýt nữa thì ta đã nằm trong bụng con chim ác rồi. Chung quy là cũng tại cái vương miện đấy ạ. Đúng, đúng, thôi ta xin chừa. Không cần cái vương miện lấp lánh nặng nề ấy nữa. Ta đã quá tham lam, cố chấp để rồi suýt mất mạng. Đây sẽ là bài học nhớ suốt đời của ta. Ông già Noel của con. Đẹp quá, nhìn bộ mô hình máy bay điều khiển từ xa kìa. Mà này, sắp đến Giáng sinh rồi nhỉ? Nếu mà được tặng bộ mô hình này thì tuyệt phải biết. Không biết năm nay ông già Noel có gửi quà tặng cho tớ không nhỉ? Ai gửi quà cho cậu cơ? Ơ, thì ông già Noel ấy chứ ai vào đây nữa. Lớn thế này rồi mà vẫn tin ông già Noel có thật. Thời nào rồi, lại còn chuẩn bị tất rồi chờ ông già Noel tặng quà chứ. Thế không phải năm nào ông già Noel cũng chui qua ống khói tặng quà cho chúng ta sao? Cậu ngốc thật đấy. Đó là do ba mẹ chúng ta tặng đấy. Ba mẹ chỉ nói dối rằng đấy là quà của ông già Noel thôi. Không phải, lần nào tớ viết thư xin quà, ông già Noel đều đọc hết và mang tới tặng tớ cả. Thôi, nói cậu cũng không tin đâu. Chỉ bằng đến đêm Giáng sinh, cậu cố thức rồi rình mà xem. Sẽ chẳng có ông già Noel nào chui qua ống khói để tặng quà cho cậu đâu. Lại đây trang trí cây thông Noel với ba nào. Tèn tèn. Của con đây, đúng như yêu cầu nhé. Ba phải đi khắp Bách Hóa mới tìm được một ngôi sao Giáng sinh to đẹp nhất. Lại ba bế lên, gắn lên đỉnh cây thông nào. Mà ba ơi, ông già Noel có thật trên đời không ạ? À? Các bạn trên lớp đều bảo không có ông già Noel nào cả. Ờ hay, phải có chứ con. Giáng sinh năm nào, ông già Noel cũng có danh sách những đứa trẻ ngoan, rồi chui qua ống khói vào nhà để tặng quà cho chúng. Nhưng tại sao năm nào ba cũng đưa quà cho con? À, thì ông đến khuya quá mà, con lại ngủ mất tiêu rồi, nên nhờ ba đưa hộ. Ba nói dối, đó là quà của ba. Năm ngoái con nói thích mô hình máy bay, nên ba mới mua tặng con. Với lại, nếu ông già Noel có thật, ông đã không mang mẹ con lên thiên đường. Tội nghiệp thằng bé, lớn lên đã không có mẹ, mà mình thì bận tối ngày, không thể để tuổi thơ của nó bị thiệt thòi so với các bạn được. Phải giữ lấy ước mơ của thằng bé. Con không tin á, thì cứ thức đến đêm mà xem, chắc chắn ông già Noel sẽ tới. Ba hứa chắc chắn là ông sẽ tới gặp con chứ. Ừ, ba hứa. Mãi mà ông già Noel vẫn chưa tới ba nhỉ? Khuya rồi, con cứ ngủ đi. Nếu lát ông già Noel tới, ba sẽ gọi con dậy. Mà đề phòng cả hai cha con ta đều ngủ quên, thì ba sẽ đặt máy quay ở đây làm chứng nhé. Dạ, ba nhớ bấm nút ghi hình nhé. Cẩn thận nào, cao quá. Alex, cháu đúng là một đứa bé ngoan. Năm nay cháu đã biết giúp ba tự chuẩn bị bữa sáng, tự trải giường và mặc quần áo trước khi đi học. Ông biết cháu thích bộ mô hình tàu lượn mới, nên đặc biệt
biệt dành tặng cháu đây. Chúc cháu Giáng sinh vui vẻ. Ngày hôm qua, ông già Noel đã tới thăm tớ đó. Có thật không? Cho cậu biết. Chứng cứ đây nè. Về nhà tớ xem đi. Ơi, ông già Noel nè. Lúc ông chui xuống ống khói, ông còn bị ngã, chân đi tập tễnh này. Các con ăn bánh nè, chúc các con Giáng sinh vui vẻ. Khỉ con lý luận. Cuộc sống trong ngôi nhà phép thuật này thật thú vị. Thầy của tôi là một pháp sinh. Thật ra ông ấy cũng như là cha của tôi vậy. Khỉ con, tỉnh dậy mau. Con cứ không chịu học hành thế này thì làm sao trở thành một pháp sư được? Thầy chẳng chịu dạy con làm phép thuật. Học lý luận chán chết đi được. Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi, trước hết phải tu đức, sau mới tu tài. Con phải giỏi về tâm đức, rồi thì việc thực hành phép thuật của con mới đúng đắn. Nghe chưa? Nhưng con học thuộc lòng hết mấy cái lý luận kia rồi. Nào là yêu thương muôn thú, nghe lời bậc cao trượng, xóa bỏ tham sân si. Con đến phát ngán rồi. Xem ra con chưa hiểu thấu sức mạnh của lý luận rồi. Nào, đi theo ta. Đi đâu vậy hả? Đi thực hành lý luận. Ơi, may quá, pháp sư gấu đây rồi. Có việc gì đấy anh chim ruồi? Bên kia ngựa vàng và ngựa vàng đang cãi nhau to lắm. Ngài mau đến khuyên ngăn đi. Phiền anh mau mau dẫn đường. Vâng, ngài đi theo tôi. Anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng nhé. Tôi đã bảo là tôi không hề cố ý. Không hề cố ý à? Để tôi theo đuổi nhà anh thì anh mới biết thế nào là nhà cháy nha. Ôi, phải làm sao bây giờ? Ơn trời, pháp sư gấu tới đây rồi. Chẳng hay hai anh có chuyện gì mà căng thẳng quá vậy? Ngài xem đi, anh ta làm cháy rụi kho cỏ khô của tôi rồi. Tôi nhóm bếp ngoài vườn để sấy cà rốt, không may bụi than bay sang làm cháy kho cỏ của anh ta. Tôi không hề cố ý. Anh đừng có già mồm, tôi đốt nhà anh cho anh biết. Khoan đã, anh ngựa vằn thử nghĩ xem, kho cỏ anh bị cháy là điều không ai mong muốn. Bây giờ anh có đốt nhà của anh ngựa vàng đây thì kho cỏ của anh cũng đâu tự dưng mọc lại được. Đúng, đúng. Tai họa bất ngờ là chuyện thường trong đời sống. Bản thân chúng ta phải biết đối mặt, phải tìm cách khắc phục tổn thất. Chứ thù hằn thì chỉ khiến bản thân mình khổ sở thêm thôi. Pháp sư gấu nói rất phải. Tôi với anh cứ đôi co mãi thì phỏng có ích gì. Phải nghĩ ra cách giải quyết khó khăn kìa. Nói thì dễ, chứ cả kho cỏ khô của tôi đã cháy thành tro hết rồi. Không biết đến mùa đông tới nào có khó gì. Việc của chúng ta bây giờ là giúp anh dựng lại kho mới và kiếm cỏ khô cho mùa đông tới. Chúng tôi sẽ giúp anh một tay. Mọi chuyện đã êm ấm. Thầy mình thật là giỏi. Thầy trò tôi xin cáo lui. Vâng, chào pháp sư ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều. Còn thấy phép màu nhiệm của lý luận chưa? Vâng, con thấy rồi ạ. Vậy nên, con phải dùng lý luận của con để giúp muôn thú. Có những sự việc mà phép thuật không thể tác động được, như mâu thuẫn của ngựa vằn và ngựa vàng chẳng hạn. Con hiểu rồi ạ. Thế bây giờ thầy cho con đi giúp đỡ các bạn thú khác trong khu rừng bằng lý luận nhé. Được rồi, đi rồi về sớm nhé. Dạ, vâng ạ. Cậu có thể trèo lên một cành cây khô vậy mèo? Với cả cậu còn quá bé để trèo lên một cái cây to như vậy. Làm ơn cứu tôi đi Kỷ ơi. Bố mẹ cậu chắc chắn là có dặn dò cậu, nhưng cậu không nghe lời người lớn. Cậu đã thấy hậu quả cậu gặp phải khi không nghe lời chưa? Bố mẹ ơi, cứu con. Cậu đã
lần sau cậu đừng có leo trèo lung tung nữa đấy. Cứu! 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 Ôi trời ơi anh Cáo! Rõ ràng là ai trong khu rừng cũng biết cái ao này rất sâu và nguy hiểm. Anh còn lại gần làm gì? Thay vào việc làm những trò vô bổ, cho anh không tập trung làm những việc có ích cho muôn thú. Anh Cáo! Anh Cáo! Cứu! Cứu! Con ơi tỉnh dậy đi! Liệu anh Cáo có chết không? Tất cả là tại khỉ con. Chắc chắn nó đã lải nhải giảng đạo không chịu cứu. Tôi... Gắn lên con ơi, gắn lên. Giờ thì cho cáo con nằm nghỉ một lúc, rồi đưa về nhà tôi điều trị. Cảm ơn Pháp Sư Gấu. Có gì đâu. Cáo con bị nặng thế này, một phần cũng là lỗi của tôi chưa dạy khỉ con cặn kẽ. Con đã biết con làm gì sai chưa? Con chỉ muốn dùng lý lẽ để cứu giúp muôn thú. Trong lúc nguy khốn, con phải giúp đỡ trước rồi khuyên bảo sau. Suýt nữa thì anh Cáo đã không qua khỏi vì con mãi giảng đạo, thấy chưa? Con xin lỗi thầy, em xin lỗi anh Cáo, mình xin lỗi mèo con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.